Xin chào mừng quý khán giả của Gió Sân Cỏ. Chúng ta sẽ cùng đến với sân bóng đá trường cao đẳng Lý Tự Trọng để cùng theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa cao thủ anh em Bách Khoa và cao thủ xây dựng Hòa Phúc. Lại không tới được vị trí của các đội ở phía trên. Đạt Ma. Cơ hội không được. Toby Thế. Toby đã không thể có được một tình huống xử lý tốt, khi mà có lẽ do sức nặng của cơ thể đã khiến cho anh không thể có được một tình huống bật cao để tranh chấp bóng đối với thủ thành bên phía xây dựng Hoàng Vũ. Rồi đây rồi, Bình Bò dứt điểm, vẫn còn, tỷ số được mở dành cho anh em Bách Khoa. Sau hàng loạt những tình huống chuyền bóng tốt thì cao thủ anh em Bách Khoa đã có được bàn mở tỷ số, và người đã lập công đó là Sanchez. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Bình Bò đã rất nỗ lực, và tình huống chạm bóng của một hậu vệ bên phía xây dựng Hòa Vũ đã vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Sanchez, và ở một cự ly khá thuận lợi thì Sanchez đã mở tỷ số dành cho anh em Bách Khoa. Như vậy là đã có tình huống quân bình tỷ số của cao thủ bên phía xây dựng Hòa Vũ. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng dẫn đến bàn thua của anh em Anh Khoa. Số 13 của xây dựng Hòa Vũ đã ở một vị trí cực kỳ thuận lợi. Tiếp tục là cao thủ bên phía xây dựng Hòa Vũ khá nguy hiểm. Bóng vừa chạm vào cột dọc khung thành của Thành Đen. Cú ra chân rất tốt của Quốc Quỷ. Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với chân sút số 16 bên phía xây dựng Hoàng Vũ. Thành Đen. Cơ hội dành cho cao thủ anh em Bách Khoa, làm gì đâu? Tây Tà đã bỏ lỡ một cơ hội rất rõ ràng để có thể nâng tỷ số lên thành 2-1 cho anh em Bách Khoa. Bình Bò đã rất đông đội ở trong pha bóng này. Chúng ta vừa được theo dõi lại tình huống chuyền bóng cực kỳ tinh tế của Bình Bò. Rất bình tĩnh. Vẫn là Bình Bò. Bình Bò. Bình Bò. Không phải như thế nào thì số 8 của anh em Bách Khoa mới có thể ghi bàn. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống bỏ lỡ khi mà khung thành đã bỏ trống. Đưa vào chút điểm ngay. Đã có bàn lần thứ hai dành cho cao thủ xây dựng Hòa Vũ. Một cú dứt điểm quyết đoán và rất lạnh lùng. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha đi bóng và dứt điểm của Ben Casemiro. Pha đi bóng của anh Duy. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng dành cho xây dựng Hòa Vũ. Như vậy là đúng lúc này thì tiếng còi khép bài hiệp 1 mà đỏ sước giữa anh Bách Khoa và xây dựng Hòa Vũ cũng đã vang lên. Các cầu thủ của xây dựng Hòa Phúc có thể hóa giải câu trả lời nguy hiểm. Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn với các cầu thủ của xây dựng Hoàng Phúc. Xin lỗi xây dựng Hoàng Phúc, khi mà họ đã có được bàn thắng thứ 3. Một tình huống phản công mẫu mực. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Bàn thắng quá đơn giản dành cho chân sút số 63. Xây dựng Hoàng Phúc họ vẫn luôn biết cách để tạo ra những sóng gió. Đạt Ma, cơ hội, cơ vào. Vẫn không thể có bàn thắng thứ hai dành cho anh em Bách Khoa. Quá nhiều những cơ hội đã bị bỏ lỡ, và chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Đạt Ma đã rất cố gắng để có một đường chuyền vào trong và cắt bóng tốt. Tiếng còi đã cất lên. Trọng tài
đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Một tình huống rõ ràng. Vinh Bò rất quyết đoán và không hề có cơ hội cho thủ thành bên phía Xây Dựng Hòa Vũ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Một cú ra chân đầy quyết đoán. Chúng ta cùng theo dõi lại pha dứt điểm của Bình Bỏ. Hoàn toàn không có cơ hội cho thủ thành bên phía Xây Dựng Hòa Vũ. Và cách biệt bây giờ chỉ còn lại là một bản trả lời của Xây Dựng Hòa Vũ. Nguy hiểm, cơ vào vẫn còn. Dứt điểm. Hai cú dứt điểm liên tiếp. Và chưa có bàn thắng thứ tư dành cho Xây Dựng Hòa Vũ. Sẽ là quả đá phạt góc bên phía cánh trái dành cho đội bóng này. Quá người. Một tình huống bàn bật rất hay. Cơ hội đây rồi. Dứt điểm đi. Quá đơn giản. Một tình huống xử lý cực kỳ khó chịu của số 10 bên phía Xây Dựng Hòa Vũ. Và anh dễ dàng loại bỏ thủ thành Thành Đần để nâng tỷ số lên thành 4-2 dành cho Xây Dựng Hòa Vũ. Cách biệt một lần nữa lại được nới rộng thành 2 bàn. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Số 10 của Xây Dựng Hòa Vũ đã rất lạnh lùng, rất bình tĩnh. Cao thủ Xây Dựng Hòa Vũ, câu trả lời của anh em Bách Khoa. Có khoảng trống. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 dành cho anh em Bách Khoa. Sau rất nhiều những cơ hội thì cuối cùng Thuật Pro cũng đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Bóng đã chạm vào chân của một hậu vệ bên phía Xây Dựng Hoàng Vũ đi đổi hướng. Từ Lượng Nguyễn, Đạt Ma đều chưa thể có được những pha bóng tốt. Như vậy là bàn thắng thứ 5 đã đến với các cầu thủ của Xây Dựng Hoàng Vũ. Khi mà anh em Bách Khoa nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thì họ đã bị dội một gáo nước lạnh. Và một pha dứt điểm cực kỳ dễ dàng của chân sút bên phía Xây Dựng Hoàng Vũ. Và như vậy là đúng lúc này thì tiếng còi khép lại màn đỏ sức giữa anh em Bách Khoa và Xây Dựng Hoàng Vũ cũng đã chính thức vang lên. Chiến thắng chung cuộc 5-3 dành cho cao thủ Xây Dựng Hoàng Vũ. Một trận đấu mà các cầu thủ Xây Dựng Hoàng Vũ họ đã thi đấu tốt và tận dụng hiệu quả những cơ hội mà mình có được. Xin chúc mừng cao thủ của Xây Dựng Hoàng Vũ. Và đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp của ekip Giờ Sân Cỏ cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.